Đâu con nghiêng cái đầu coi, nghiêng coi. Rồi, thôi con nghiêng ra ngoài lộ đi, con nghiêng ra ngoài lộ đi. Ruby, không có chọc em, chọc quầy à? Hả? Thôi, nghe không? Bi, chọc em hoài à? Nhìn ra cửa đi, chờ ba về kìa, ba đi dạy chưa về kìa. Cứ đứng chọc em hoài vậy. Ruby, cúi đầu xuống, cúi sát xuống. Nói đây gạn két đã bắt chước kêu cứu cả ngày luôn nha Ruby. Chừng nào mẹ kêu hả cúi, con két kêu mà cũng cúi nữa. Cái đó nằm dài ghê giống cá sấu chưa? Đó, nằm vậy đó, giống cá sấu hết sức không? Rồi nhỏ này làm gì lải nhải hoài vậy? Đó, thấy cái kết đắng lòng chưa? Chọc nó làm chi vậy con? Hả? Bây giờ nằm dài vậy đó hả? Cái con két này mình nói cái gì nó cũng bắt chước được hết trơn á. Ngẩng đầu lên đi Gubi. Gubi. Thôi, nói hoài.